Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm đồ chơi dưới đống cát này nha. Mình nghe nói dưới đống cát này có rất là nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ khai thác đống cát này nha các bạn. Đào cát ra các bạn ơi. Đó. Wow, đống cát rất là to luôn. Ồ, các bạn ơi, mình đào được một cái gì này. Mình sẽ kéo ra thử nha. Wow, là xe đồ chơi này các bạn ơi. Wow, một hộp đồ chơi rất là mới luôn nha. Mình sẽ đặt lên xe nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục khai thác nha. Mình xem dưới này còn nhiều đồ chơi không nha các bạn ơi. Yeah. Wow, một vật gì rất là cứng luôn các bạn. Yeah. Wow, là xe đồ chơi nữa này. À, hai chiếc luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đặt lên xe nữa nha. Đó. Ồ, bên trong mình phát hiện con đồ chơi này các bạn. Wow, một hộp đồ chơi rất là mới luôn. Có màu đỏ này, mình sẽ đào ra nha. Đào cát ra các bạn ơi. Yeah. Wow, thành công rồi các bạn. Một hộp đồ chơi rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ đặt lên xe nữa nha. Ồ, hình như dưới đống cát này đã hết đồ chơi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chở những món đồ chơi này về nhà nha. Wow, như vậy là hôm nay mình đã tìm kiếm được rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng mình chơi nha. Đây này, mình đào được hai chiếc xe này. Wow, một chiếc xe ben rất là đẹp luôn. Có màu đỏ này, màu trắng này, màu xám này. Ben được luôn này các bạn. Wow, rất là hay luôn nha. Còn đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát này. Đó, có màu vàng, màu xám nữa này. Bây giờ mình múc cát chơi nha. Rồi, múc cát lên xe này. Đó. Mình sẽ múc đầy ben luôn nha. Rồi, chở đi nha các bạn. Còn đây là hộp đồ chơi nữa này các bạn ơi. Wow, một hộp đồ chơi rất là mới luôn nha. Cùng nhau mở ra nào. Đó, đây là bộ đồ chơi xe công trình nha các bạn. Một chiếc xe tải đang chở một chiếc xe máy xúc cát này. Chạy vào đống cát làm việc nào. Múc cát nha. Đó. Wow, mình sẽ làm một đoạn đường nha các bạn. Này. Đó. Đoạn đường ok rồi. Mình sẽ cho xe tải chạy nha. Chở hộp đồ chơi ra các bạn ơi. Đó, cùng nhau khám phá món đồ chơi này nữa nha. Wow, một hộp đồ chơi rất là mới luôn. Mở ra nào. Ồ, lại là bộ đồ chơi xe công trình nữa này các bạn ơi. Một chiếc xe tải này đang chở một chiếc xe cần cẩu múc cát nha. Wow, chiếc xe rất là đẹp luôn. Có màu đỏ này. Đó, cần cẩu múc cát này các bạn ơi. Nâng lên nha. Xoay nữa này. Wow, rất là hay luôn. Mình thử múc cát nha. Múc cát này. Wow, múc được khá là nhiều cát luôn. Rồi, lên xe nha. Chạy tới công trình để làm việc nha các bạn. Wow, bên trong này mình có rất là nhiều hộp đồ chơi bự này. Mình phát hiện ở đây có một hộp rất là to này. Wow, hộp đồ chơi gì đây các bạn ơi? Có in hình xe máy xúc cát này các bạn. Đó, quá là xịn sò luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra và cùng nhau chơi nha. Ồ, các bạn ơi, là một chiếc xe máy xúc cát điều khiển này. Đó,
chiếc xe này thì có màu vàng nha, rất là đẹp luôn. Này, cần cẩu mút cát rất là bự luôn các bạn. Chiếc xe cũng được trang bị 4 bánh xe cao su luôn nha. Ngầu quá các bạn ơi. Rồi, bên trong mình có một bộ điều khiển này. Cũng có màu vàng nha các bạn. Những cái nút điều khiển thì có màu đỏ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi nha. Wow, chiếc xe di chuyển rồi bạn ơi. Này, mình sẽ cẩu chiếc xe này ra nha. Wow, chiếc xe rất là mạnh luôn. Đó. Tiếp tục nha. Hay quá bạn ơi. Rồi, chạy vào bên trong nữa nha. Wow, mình đã kéo được một chiếc xe nữa rồi các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi kéo xe nha. Wow, chiếc xe rất là mạnh luôn nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Hey, kéo này. Wow, cố lên, cố lên. Xe máy xuất phát ơi, cố lên. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Đó, như vậy là mình đã kéo được rất là nhiều xe đồ chơi rồi nha. Bên trong mình có một hộp đồ chơi rất là bự luôn này. Wow, các bạn nhìn xem xe gì đây này. Đó, hộp đồ chơi bự lắm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra và cùng nhau chơi nữa nha. Wow, các bạn ơi, là một chiếc xe nâng điều khiển mà này. Wow, này, chiếc xe rất là ngầu luôn nha. Ồ, bự lắm các bạn ơi. Này, đây là cabin của xe này các bạn. Đó, bên trong có một cái ghế màu xám rồi nha. Có vô lăng nữa này. Wow, có hai thanh nâng nữa này các bạn ơi. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, mình sẽ lấy bộ điều khiển ra nha. À, bên trong mình còn phát hiện có những cái đồ dùng nữa này các bạn ơi. Đây là một cái thùng phi này. Đó, tiếp theo nha. Wow, là một cái pallet các bạn ơi. Mình sẽ đặt lên đây nha. Rồi, tiếp tục chơi trò chơi các bạn ơi. Khởi động chiếc xe lên nha. Wow, động cơ ok rồi đó các bạn. Mình sẽ kiểm tra thanh năng nữa nha. Wow, thanh năng rất là cao luôn các bạn. Này, hạ xuống nha. Đó. Rồi, mình sẽ chơi trò chơi đó là nâng xe nha các bạn. Mình sẽ nâng cái này bỏ lên xe nha. Rồi, chạy vào nha. Hạ xuống này. Wow, ok rồi các bạn. Win, chở xăng dầu nào. Tiếp theo nha. Đây, wow, mình sẽ nâng chiếc xe này nha. Không được rồi các bạn ơi, mình sẽ nâng lại nha. Wow, chiếc xe rất là mạnh luôn. Mình sẽ đặt lên chiếc xe khủng long kia nha các bạn. Đó, hạ xuống nha. Wow.
Thành công rồi các bạn ơi. Như vậy hôm nay mình đã tìm kiếm và khám phá được rất là nhiều đồ chơi đẹp rồi đúng không các bạn ơi? Bây giờ mình phải về nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh đồ chơi của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.